Chào tất cả mọi người, thì bữa nay tiếp tục mình đi cái lưới cùng hai anh chị mọi người đây. Mà giấc này hiện tại là 6 giờ chiều rồi, bữa nay mình đi cái đêm đó, hiện tại là 6 giờ chiều rồi. Thấy cũng vẫn là sáng rồi đó, mọi người. Hiện tại giấc này là 6 giờ chiều nha mọi người đó, mặt trời là lặn rồi đó. Đang chạy kiếm đồng tặng mình cho mình kéo nè. Trên bầu trời rất chiều đẹp không mọi người? Nhìn thấy nè. Giấc này giấc tối nghe mọi người đó. Một trời phất bóng hết trơn, đẹp không? Đang đang chuẩn bị xuống lưới. Giờ đang ban ngày kéo giờ chơi ban đêm rồi. Nhái anh Hương nó kêu lớn nghe. Đang anh chị đang chuẩn bị xuống lưới nha. Giờ đi xuống lưới nè. Đó, giờ đang xô lưới ra, mỗi người cái đầu đèn hết. Giờ này 6 giờ mấy rồi mọi người. Mà vẫn còn hơi sáng tí. Ừ. Thấy không? Cảnh các bạn đừng đêm đâu có sướng gì đâu. Thật ngay ảnh hưởng này kêu. Ngoài nóng bật đèn rồi. Anh đang ăn kiểm tra chi này. Tại lưới mới này nó hay dính. Giờ đang thâu lưới nha mọi người. Giờ này là tối rồi nè.
thánh đồ, thánh là đây, thái với bà là cái này, tống với bà là này. Ngon con lưới nè. Vừa cá thả lát. Nó chê á. Nó chê giò đó. Ốc quá trời luôn. Cái sạch. Cái này thác lát con sụp đầu luôn. Rõ mới thác lát con ấy ta. Bỏ bỏ vô thùng ấy. Lát nha mọi người, con này thắt lát nha, lập chả nè. Lần một sọt nữa. Cà phê con cá chốt là chưa mấy cái.
xong dạo rồi mọi người, xong một tay dạo đầu tiên, đầu tiên với nắp nhiều. Cái trắng này bắt cái ghê ông mở với sạp á, lá nó với sạp đi mở cho cây canh luôn này. Dạo thứ hai nha mọi người, cái này dạo thứ hai nha mọi người, thấy cái sạch, cái sạch không gì cũng dính cũng nhiều á. Nãy dạo đầu tiên dính cũng đỡ, giờ này cũng được nè. Ông này ruộng á, hiện tại ruộng á, ở trong xóm đó mấy cái đèn đó giờ đám cưới hay ngồi trời đó nha. Được mới rồi, được mới ra mọi người, cá này được ra chốt cà phê cà đồ ra sạch được mới rồi là dạo thứ hai nè. Cá kéo được như đây nha mọi người, 4 bộ ốc trong cá còn trong thùng đó nữa. Bữa nay được 4 ốc nha, cá ít và ốc hơn nhiều. Giờ mình kết thúc video ở đây nha mọi người, cá cũng được tầm trên mười mấy ký à, ốc thì được 5 bao ốc, 4 bao mấy trong 5 bao cũng cỡ trên 200 ký ốc. Đó, cái này cũng chào tất cả mọi người nha.